Hello, xin chào anh em, mình là Vinh và sau đây mình sẽ giới thiệu nhanh cho anh em một cái máy bào của hãng Matet. Đây là cái máy bào 82mm. Matet thì sẽ có hai cái máy bào 82, một là cái máy kiểu này, hai là một cái máy thiết kế kiểu đời cũ, như giống như cái máy nào điện á. Nhưng mà cái dòng đó thì hơi khó xài. Thì con này công suất của nó là 580W, tốc độ không tải 16.000 vòng trên phút, sử dụng cái lưỡi 82mm. Thì nhìn thoáng thoáng con này nó sẽ giống giống với con MT1901 của Makita loại mới như bây giờ ha. Có thể là một nó đổi cái màu hoặc là vậy thôi, nó đổi thương hiệu thôi để nó nhờ vậy mà nó có được cái giá tốt hơn. Thì ok, đó là chuyện của hãng. Chuyện của mình là mình giới thiệu cho anh em. Thì cái con này công suất của nó là 580W ha. Với công suất này thì anh em dư sức để xài những cái công việc bình thường. Máy bào Matet và Makita là một trong những cái máy bào tốt nhất trên thị trường với cái thiết kế rất là phù hợp với người sử dụng của Việt Nam mình. Tay cầm cao su mềm cho cái trải nghiệm tốt hơn, và đặc biệt những cái máy của Makita Matet thì những cái phụ kiện đi kèm sau này khi anh em gắn những đồ hút bụi thì rất là ok. Mâm chúng ta nè, bóng loáng ha. Cái máy này thì mình có review con 1901B của Makita thì nó giống như vậy luôn, y chang như vậy. Rồi, anh em thay than thì đây. Dây hư dây cua ro thì thay dây cua ro thôi. Nói chung thì mấy cái màu hàng của Makita thì dễ tìm. Thì đây là cách để chúng ta tra giá sản phẩm này. Anh em muốn tra giá một sản phẩm nào thì rất là dễ. Lên cái app của mình MT191. Thì con này đang bán với giá 1.643.000 nha, 1.643.000. Giá này thì chưa gồm phí vận chuyển nha anh em. 1643 và đã bao gồm 10% thuế. Cảm ơn anh em đã xem video. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.